Ta su cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, được thành tựu mỹ mãn. Xá thú thành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trẻ nào nhầm kỳ độc giác, làm sao cũng thành nguyện cao độ, nguyện thoát cửa binh, nguyện thay chúng sanh kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Văn kinh chi cầm măng cách tập bằng khi đi dặn mà cả dê nào quả cha mà na sa ti đa se su ga tăng ga sa ta san nhị nô a thì dê cho sa ta nhị nô tăng buồn nhà pha lăng mày hằng sa bê pha ghi pha hoàn từ tệ dê tăng các tăng sư với đi tăng định năng buồn nhà pha lăng mày giả dê cho ta thành a cha nan ti đệ qua ta ni ye da yum sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma bun nang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành cho nên, điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cùng trời đạo lợi thọ chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm đầu đạo tràng chứng minh chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thọ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sankha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để ngài trình học ngày hôm nay ạ.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ ngài có nghe được âm thanh con không? Cho con một tín hiệu. Dạ, con kính dâng mic đến ngài. Nhược Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nam mô Tham Mai. Dạ, Nam mô Sang Khai. Dạ, trước tiên kính lễ chư tôn tăng trong những nick name mà chúng tôi được đó. Chào Vinh Sư, quý cô tu nữ. Xin chào Sư Nhật Quỳnh, đạo hữu Su Sắc Cha, Sư Phụ Ân Mộng, Sư Tâm Phương, Sư Hồng Nhật, Sư Tăng Thư, Sư Tâm Hạnh, Sư Tăng Đạo Hữu Tàm Uy, Sư Thiên Lạc, Sư Kim Dung, Quỳnh Thượng Vũ, Việt Nam 2007, và Sư Ca Phú Biển Quy Nhơn. Trước khi bước vào buổi hội đàm tràng, được tán dương ơn đức tam bảo. Nam mô tát sa pa cô va tô va ra ha tô sam ma sam bụt đà ha sa. Nam mô tát sa pa cô va tô va ra ha tô sam ma sam bụt đà ha sa. Nam mô tát sa pa cô va tô arahato samma sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viễn tri đáng cúng dường, cúng nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành thỉnh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viễn tri đáng cúng dường, cúng nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành thỉnh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viễn tri đáng cúng dường, cúng nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lĩnh giữ là quần sinh. Tăng ra ha đi có là vô tăng bồ đăng sư là sa nam ma mi tăng chập bồ đăng y mê hi sa ca re hi a vi pu chế gia mi hồng giới phật nhiệm màu ứng cung chánh biến kỳ minh hành đủ đầy đức ân thiện thể cơ dày bậc văn giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ pháp thân tình diệu, bậc trần phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác, Thế Tôn trong đời. Tăng xoa kha ta đi quân sân vô tăng thông măng sư lạc sa nam ma mi tăng trà thông măng y mê hi sắc ca rê hi a vi pu chế gia mi pháp vi diệu cha lành kéo dài, lìa danh ngôn giáo dục hiện tiền. Thời gian vô biên, sắc na đại ngộ, phát nhiên liễu tường, đạo vô thường đến rồi thấy rõ, có thường tâm thoát ngộ vòng trần, chỉ nhân tự ngộ giác chân, dự thường tịnh lạc, pháp ân nhiệm màu. Tăng sân khai ta đi có nực sân vô tăng sân khăn sư lạc sa nam ma mi tăng chờ sân khăn nghi mê sắc ca rê hi pu chế gia mi hành thinh văn thiết tử bậc thực hành pháp tử thiền bậc như lý hành tăng già bậc chân danh hành giữ tòa Thế Tôn thành quả đôi tánh chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn cung nghinh kinh lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian thành áp tây giác sắc quanh đà mi do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo từ từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Tha Gia. Còn tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong. Thường thường ngày thứ hai thời gian từ 4:30 đến 5:30 là chúng ta sinh hoạt tùy duyên. Tuy nhiên theo sự yêu cầu và nhất là tình trạng trong gương của chúng ta có những vị đã thông suốt, có những vị thì cũng chưa có thuần thục, cho nên hôm nay chúng tôi xin ôn lại cái bài Thỉnh Chư Thiên ha. Bài Thỉnh Chư Thiên là một cái bài mà khó đọc, đâu đi tăng nhiều khi đọc cùng pháp nữa, nhưng mà quý vị có những vị đọc rất là trôi chảy, có những vị đọc
thì không được ổn định. Cho nên quý vị quan hệ tiếp nghe ở đây có bốn câu, mà một, hai, ba, bốn, vâng, có bốn câu. Thì với cái bài này cái đoạn âm rất là nhiều, thì quý vị coi như quan hệ chúng ta ổn định lại cái giọng đọc, nhất là khi mà chúng ta tỉnh chư thiên thì chúng ta cũng phải chuẩn bị. Đối với riêng chùa chúng tôi hoặc là khi mà hữu sự thì mới tỉnh chư thiên, chứ không phải là hồi nào cũng tỉnh chư thiên. Mà tỉnh chư thiên thì phải đủ tăng với trên bốn vị mới tỉnh chư thiên, chứ không phải là một vị, hai vị rồi khi này đúng chuyện là chúng ta cứ thỉnh. Các vị chư thiên cũng đâu có quẩn đâu, đâu phải là hồi nào cũng canh me chúng ta kêu gọi cái là có mặt liền đâu. Chúng ta phải long trọng, cần 1, 2, 3, 4 vòng. Thì bây giờ đưa vô một lần hai câu, cứ một lần hai câu để cho nhiều bà con thấy sợ ha. Hay là muốn ngắt ra từng câu một. Anh pháp học không có phân tích tự vận, cũng không có cái vấn đề mà chúng ta phải tạo ra một cái vấn đề rắc rối, là quý vị nhìn vô cái là tối mắt. Mà ở đây ví dụ như cái câu đầu tiên ha, sắc nghe ca mê cha ru bê, chữ ru bê hai chữ nó dính liền nhau, chứ không phải là chữ ru bê ru bá, nó là sắc. Thì bây giờ hai chữ này nó phải dính liền nhau chứ không có rời ra. Mà nếu rời ra thì ý nghĩa nó sẽ kỳ cục lắm. Hai chữ ru bê dính liền nhau ha. Girisi karatate như vậy. Bây giờ quý vị nhìn vào trong cái bài học này, chúng ta chỉ cần phân tích cái giọng đọc đúng và sai. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ trình bày trước để cho quý vị coi như đi thẳng vào bài học. Ở đây một cái phương pháp chúng ta ôn lại, chứ không phải là như trong Pháp Cú Kinh. Trong Pháp Cú Kinh thì chúng ta đi vào từ vựng và phân tích cái ý nghĩa thế này thế kia. Nhưng mà ở đây thì chúng ta ôn lại bằng cách sắc ghe ca mê cha lù về ghi ri si ca ra ta tê chan ta lít kê quý ma nê, một câu như thế này. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đọc một câu này trôi chảy thì chúng ta hãy phân tích cái kiểu thế này. Sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, bê là trường âm thông thường, ghi ri si là ba đoạn âm, kha ra tá là ba đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chanh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, quyết là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, mê, nê là trường âm thông thường. Quý vị chỉ cần biết là đọc cái từ này nó là đoạn âm hay là trường âm, nó tóm gọn nó là trường âm hay là âm. Và khi mà quý vị biết nó là trường âm thì làm ơn kéo dài ra một tí, còn nó là đoạn âm thì quý vị được quà. Như vậy thì chúng ta chỉ ôn lại mà thôi.
Chứ ở đây không có sắc ghê, do cái từ sắc giá, mà từ sắc giá này được chia theo cái chia thứ bảy sắc tầm ni vị pháp tí e cao quá chà na. Cho nên sắc giá biến thành sắc ghê. Sắc ghê là trong cái cõi an vui, trong thiện thú, hoặc là ca mê, do cái từ ca má. Và cái từ ca má đó được chia theo sát tầm y vì pháp tí e cá quá trình á. Cho nên ca má biến thành ca mê. Ca mê là trong các dục. Nhưng chúng ta dùng cái từ nữa mà chúng ta đọc sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường. Chúng ta nhận định cái từ này nó là trường âm, mà trường âm gì? Là đoạn âm, thì chúng ta phải đọc nhanh. Như vậy thì ngắn gọn, quý vị nhất trí ha. Bởi vì khi quý vị đọc mà quý vị phân tích được, biết chắc được nó nằm trong cái thành phần nào, thì cái sự ghi nhớ quý vị sẽ tự tin hơn. Còn quý vị đọc mà cái kiểu nhắm mắt đi chân á, ai sao tôi vậy, họ đọc vậy tôi cũng đọc vậy, nhưng mà không biết nó là trường âm thông thường hay trường âm nhấn, thì quý vị cảm thấy rằng ồ, không được tự tin. Rồi cũng có nhiều vị khi mà đọc kinh á thấy nó hơi lùng bùng, quý vị lướt qua. Rồi có vị đọc chỗ này không được tự tin, đọc trở lại. Như vậy một cái sự chắc ăn và một vấn đề mà coi như mình thấy không ổn rồi, thôi chạy cho nhanh qua chỗ này. Thì như vậy cái chuyện mà quý vị phải tự tin nhìn vô và biết nó là cái gì, đó là điều quan trọng chúng tôi muốn nhấn mạnh. Quý vị nhất trí không? Alo, bây giờ trước khi đọc quý vị phân tích ha, quý vị phân tích rồi quý vị đọc. Ví dụ như bây giờ một lần hai câu này ha, quý vị thấy hai câu nó dài hay là từng câu một? Quý vị thấy hai câu thì nó dài quá hay là muốn từng câu một được ha? Rồi ai Jessica Kim Nhung là thấy tuyệt vời, nghĩa là học rất là nhanh. Rồi bây giờ coi như còn cái chỗ này chưa lưu về, nó chất quất rồi cái bài cũ này ha. Rồi bây giờ chúng ta coi như một lần hai câu đi, bởi vì thời gian của chúng ta không có nhiều ha, quý vị hoàn hỷ ha, thời gian không có nhiều. Rồi, chúng ta phân tích trước rồi đọc sau. Ví dụ như chữ để copy lại cái câu của chị Nhật Quỳnh, hai câu này cho nó dễ nè ha. Vì thường thường hai câu nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Rồi hai câu ha. Trong hai câu này quý vị nè chú ý ha, quý vị quan nghĩ lên phân tích rồi đọc liền. Sắc trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ru là thông thường, bê là trường âm thông thường, ghi ra là những đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chanh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường. Rồi quý vị phân tích một câu như vậy, bây giờ bắt đầu đọc nè. Sắc đê ca mê bù bê ghi ri si kha ra ta tê chanh ta lít khê quý ma đê. Sắc ghê ca mê cha ru mê ghi ri si kha ra ta tê chanh ta lít khê quý ma nê. Rồi như vậy là xong câu 1 ha. Quý vị qua câu 2 ha.
đi là trường âm thông thường, b là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, chát là đoạn âm, ga là trường âm thường, mê là trường âm thông thường. Ta, ru, qua, đa, ga, ha, đó là những đoạn âm. Nê là trường âm thông thường, ghê là trường âm thông thường, là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thung là trường âm nhấn, hít là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường. Đi, bê, rắc, thê, chát, ga, mê, ta, ru, qua, na, ga, ha, nê, ghê, quát, thùm, hi, khét, tê. Đi, bê, rắc, thê, cha, gà, mê, ta, ru, qua, na, gà, ha, nê, ghê, ha, quát, thùm, hi, khét, tê. Sau khi quý vị phân tích trường âm, đoạn âm, quý vị đọc lại hai lần câu này. Rồi câu thứ hai cũng giống như vậy. Khi mà đọc như vậy hai lần xong, thì quý vị đọc ôn lại hai câu cũng hai lần ha. Ghe ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chân ta lít kê quý ma nê. Đi bê ra thê cha ga mê ta ru qua na ga ha nê ghe ha qua thùm hi khê tê. Sắc đề ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lít khê quý ma nê. Đi bê ra thê cha ga mê ta ru qua na ga ha nê ghê ha qua thùm hi khê tê. Rồi trong khi chúng ta học thế này, chúng ta chỉnh sửa lại những chỗ sai ha, cho có sự thống nhất. Ví dụ như khi nãy chữ ru bê mà rời thì không có ý nghĩa ha. Hai chữ ru bê nó đi liền với nhau, bởi vì danh sắc thì cái chữ ru bê này là sắc ha, thì do từ ru bá, mà nếu chữ ru bê mà nó rời ra thì không có ý nghĩa gì hết. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta phải chỉnh lại làm sao cho nó đúng ha, quý vị quan hỷ. Rồi bây giờ cái phương pháp học quý vị nắm vững ha. Trước tiên chúng ta lên phân tích từ từng câu. Phân tích từ xong rồi, khi đó chúng ta đọc là hai lần câu đầu tiên. Rồi câu số 2 chúng ta cũng phân tích từ, rồi đọc lại hai lần câu số 2. Và sau khi đọc lại hai lần rồi thì chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 cũng đọc hai lần. Quý vị nắm chưa? Bởi vì thời gian chúng ta chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Ở đây là quý vị đã thuộc rồi, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn ôn lại và để cho quý vị tự tin mình đọc, không phải nhắm mắt đôi chân mà mình đọc, mình biết nó là trường âm hay đoạn âm, mà trường âm thì nó thuộc về cái loại trường âm gì. Rồi bây giờ xin mời quý vị ha. Rồi quý vị cứ tuần tự để chúng ta thống nhất trong cái vấn đề mà bài tầm bảo theo cái nguyên tắc là từ bài này cho đến bài kia nó thành ra một cái khuôn khổ gọn, chứ không có lê thề, không có đọc dài, mà đọc vừa phải thôi. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ chúng ta vừa lễ bài tam bảo vừa thọ trì quy giới trong vòng nửa tiếng. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến gì, hoặc là nếu không có ý kiến thì chúng ta bắt đầu đi vào bài học. Quý vị thấy cái phương pháp này khó hay dễ? Tại sao không phân tích từ? Tại sao không nói lên ý nghĩa? Cái chuyện đó tính sao ha? Ở đây chúng ta ôn, rồi nếu có thời gian
sau khi học thì chúng ta sẽ nói lên cái ý nghĩa tại sao phải thính chư thiên ha. Rồi chứ làm sao mà dục giới sắc giới theo cái gì đó tùm lum trong này à, chúng ta sẽ qua cái phần mà nếu mà thời gian còn đủ, còn mà nếu mà thiếu thời gian thì chúng ta cái hôm nay chỉ biết cái bài thính chư thiên này mà thôi. Alo, quý vị có ý kiến gì không? Xin mời bàn tay của quý vị. 5:30 là huynh pháp hữu đến, chúng ta không còn thời gian à, à chỉ còn một tiếng đồng hồ thôi. Rồi dễ hiểu á. Ô đạo hữu số sách giá là ai à? Su là thiện, sách giá là chân thật, số sách giá là thiện chân, thiện chân à, dạ ổn là hả. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nha. À, bắt đầu chúng ta học đây chẳng qua là chúng ta chỉ ôn thôi, cho quý vị cũng đã thuộc rồi. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị, ai là người đưa tay trước? Alo à, mình ăn liền đi à, mất thời gian ha. À, 5:30 là huynh pháp hữu đến, chúng ta không còn thời gian. Sa tú chị Kim Nhung xin mời. Alo, dạ, con Kim Nhung, con kính đảnh lễ ngài chị, con kính chào các anh chị em ở trong room ạ. Dạ, con xin phân tích và đọc một câu hai ạ. Dạ, sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ru bê là trường âm thông thường, gí rí xí khá rạc tá là đoạn âm, t là trường âm thông thường, chăn là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lích là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, sắc gê a mê cha ru bê giri si karate chan ta lịch khê quý ma nê sắc ca mê cha ru bê giri si karate chan ta lịch khê quý ma nê. Câu hai, đi là trường âm thông thường, b trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, t là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ga mê là trường âm thông thường, tá rú quá ná gá há là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, ghê là trường âm thông thường, há đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thông là trường âm, hí là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, t là trường âm thông thường. Con xin đọc đi bê rát tê cha gà mê tá rú vá gà tá rú vá ná gá há nê ghê há thâm hí khét tê đi bê rát tê cha gà mê tá rú vá ná gá há nê ghê há quát thâm hí khét tê. Con xin đọc câu 1 và câu 2. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lích khê quý ma nê đi bê rát tê cha ga mê ta ru va na ga ha nê ghê ha bát thâm tê. Dạ con xin xuống mic ạ, đã đọc xong ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức,
tăng trong đạo tràng. Con kính lễ với cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Cảm ơn, dạ con kính lễ cô tu nữ tự nhiên. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn Xích Nhật Bình, cảm ơn ta. Dạ con xin đọc học và đọc hai câu văn trong bài Thỉnh Chư Thiên ạ. Dạ con phân tích trước. Sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, là trường âm thông thường, mê trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ru bê là trường âm thông thường, gí rí xí khá rá tá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chân là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, ma nê là trường âm thông thường. Nhà con xin đọc câu thứ nhất ạ. Sắc kê ca mê cha ru bê ghi ri si ka ra ta tê chan ta lít khê vi ma nê. Sắc kê ca mê cha ru bê ghi ri si ka ra ta tê chan ta lít khê ma nê. Dạ con xin phân tích câu số 2. Đi là trường âm thông thường, B là trường âm thông thường, Rát là trường âm nhấn, T là trường âm thường, Chá là đoạn âm, Ga là ga mê là trường âm thông thường, Tá rú quá ná gá há là đoạn âm, Nê là trường âm thông thường, Ghê trường âm thông thường, Há là đoạn âm, Quát là trường âm nhấn, Thâm là trường âm nhấn, Hí là đoạn âm, Khét là trường âm nhấn, Tê là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc. Đi bê rách thê cha gà mê ta ru wa na gà hê nê ghê há quát thâm khét tê đi bê rắc thê cha gà mê ta ru wa na ga hê nê ghê ha quắc thầm hi khách tê. Dạ con xin đọc hai câu cùng được. Sắc ghê ca mê cha ru bê ri ghi ri si ka ra ta tê chan ta lít khê vi ma nê. Đi bê rắc thê cha gà mê ta ru wa na ga ha ne ge ha wa tham hi khét tê. Dạ con đã đọc xong, không có sai, xin ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ bên tôi xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thà. Dạ dạ Nam mô Bích Thà. Dạ Nam mô Tham Ma. Dạ Nam mô Thà. Dạ con kính định lễ thầy. Dạ cho con xin đọc con múa Thỉnh Chư Thiên. Dạ sắc ghê ca mê cha ru bê ghi rí sắc ghê ca mê cha ru bê ghi rí si khá ra tê chăn ta ly khê vi ma nệ đi bê rắc thê cha ga mê ta ru wa ga ha nê ghê ha wa thùm hi khê tê sắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chăn ta ly khê vi ma nê đi bê thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thùm hi khê tê. Dạ con xin phân tích chữ sắc là trường âm nhấn, chữ ghê là trường âm thông thường, chữ ca là trường âm thông thường, chữ mê là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ ru là trường âm thường, chữ p là trường âm thông thường, chữ ghi là đoạn âm, chữ rí đoạn âm, chữ si đoạn âm, chữ khá đoạn âm, và chữ ra đoạn âm, và chữ ta đoạn âm, chữ t là trường âm thông thường. Dạ rồi chữ chanh
trường âm thông thường, chữ ta là đoạn âm, chữ lít là trường âm ngắn, chữ khê là trường âm thông thường, chữ vi là đoạn âm, chữ ma là trường âm thông thường, chữ nê là trường âm thông thường, chữ đi là trường âm thông thường, chữ p là trường âm thông thường, chữ rắc là trường âm ngắn, chữ t là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, chữ ga là trường âm thông thường, chữ mê là trường âm thông thường, chữ ta là đoạn âm, chữ ru là đoạn âm, chữ qua là đoạn âm, chữ ná là đoạn âm, chữ ga, chữ ha là đoạn âm, chữ nê là trường âm thông thường, chữ ghê là trường âm thông thường, chữ ha là đoạn âm, chữ quát là trường âm ngắn, chữ thum là trường âm ngắn, và chữ hí là đoạn âm. Dạ con có sai con sửa giùm con. Alo, 123123. Xin tâm phương. Quý vị nghe xin tâm phương đọc phân tích. Thì Huynh Pháp Hữu tới rồi hả? Giờ Huynh Pháp Hữu mà. Alo, đây ta Huynh Pháp Hữu tới chưa? Sa tu Huynh Pháp Hữu tới rồi. Nhưng mà 5 giờ rưỡi Huynh Pháp Hữu qua nghỉ ha. Bởi vì ổn định lại ta như trong cái phần lễ bái tam bảo. Trong cái nghi thức mà tụng niệm thì cũng có những cái chỗ không được ổn định lắm. Cũng giống như Sĩ Tâm Phương, trong thời gian mà còn trẻ thì sinh hoạt trong gia đình Phật tử, cái đoàn Sariputta tại chùa Tam Bảo ở Đà Nẵng. Mà trong cái gia đình Phật tử thì quý vị biết rằng sử dụng giọng kệ nhiều hơn giọng kinh. Và chính sử dụng giọng kệ riết rồi cái Sĩ Tâm Phương quen. Để rồi hôm nay quý vị thấy rằng coi như là Sĩ Tâm Phương lên phân tích trường âm ngầm cũng bị lai cái giọng kể, cho nên Sĩ Tâm Phương cần phải chú ý ha. Kinh là Sutta, kệ là Gatha. Thì bây giờ khi nào chúng ta biết đó là kinh, khi nào chúng ta biết đó là giọng kể, kể thì sao cũng được hết á. Cái âm điệu nó lên xuống mà để cho nó hòa với chúng. Còn cái dòng kinh á là cái dòng mà chính cá nhân của mình đọc, mà mình cảm thấy rằng trong cái dòng kinh trường âm đoạn âm. Rồi khi mình tự mình đọc và tự mình nghe, cảm thấy có cái hồn ở trong đó, có oai lực trong đó. Cho nên cái vấn đề cái dòng kinh nó quan trọng hơn là cái dòng kể. Quý vị quan hỷ ha. Rồi Sĩ Tâm Phương hãy chú ý để coi những cái việc khác, rồi tự mình sửa sai nha. Cái chữ chanh này mà nói là đó là một đoạn âm này thì thất bại rồi. Chanh tá lít khê ha. Thì Sĩ Tâm Phương chú ý ha. Bởi vì quen rồi, kể riết là cái thấy hay quá rồi, cái nhập tâm rồi qua giọng kinh là cũng nhiều khi nó là đoạn âm mà đọc thành ra trường âm luôn. Rồi bây giờ xin mời quý vị tiếp tục ha. Huynh Pháp Hữu cũng còn thời gian ha. Quan hỷ chút nha. Rồi bây giờ mời vị khác, tức là chúng ta lên phân tích xong đọc lại để coi như cái giọng đọc của chúng ta được ổn định. Cái bài này là một bài mà quý vị coi như là rất là khó chứ không phải dễ. Chư Tăng đọc mà thỉnh Chư Thiên á, ví dụ như trong cái số Chư Tăng đối với bên Thái Lan
Khi vị trưởng lão, vị hòa thượng ngồi đầu tiên hả, vị thứ hai, thì cái vị thứ ba đó, vị thứ ba đó là cái vị bắt buộc phải thỉnh chư thiên. Khi mà vô lễ, tức là cái vị ngồi thứ ba, tính từ vị thứ nhất, thứ nhất là tới vị thứ ba, vị đó thỉnh chư thiên. Chứ không phải là nói rằng thỉnh chư thiên ai muốn thỉnh là cũng được. Trong cái số chư tăng đông như vậy mà vị nào muốn thỉnh cũng được, không có đâu. Cái vị trí của cái vị ngồi thứ ba được quyền thỉnh chư thiên, tức là trước khi mà chư tăng mà có nhiều tụng kinh thì cái vị này thỉnh chư thiên, rồi cái vị thứ nhất mới bắt kinh. Rồi bây giờ quý vị thấy cái bài quan trọng của bài này. Khi chúng ta thỉnh chư thiên phải có một cái hội chúng trang nghiêm thanh tịnh. Còn như ở chùa chúng tôi một hai vị thì cũng không dám thỉnh mấy ngài xuống, bởi vì coi như các ngài không có rảnh đâu. Chuyện quan trọng chúng ta mới thỉnh chư thiên, còn mấy chuyện bình thường đụng đâu thỉnh đó, xin lỗi, có ngài ăn đòn. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị, ai tiếp tục? Nhà xin vâng cho thử làm thiệt cái chứ thử gì không biết nữa. Dạ, Nam Mô Bụt Ta Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật Pháp Chư Tăng. Dạ, con kính tri ân Ngài. Kính chào quý thiền nam, kính nữ. Dạ, kính chào quý Phật tử. Dạ, bây giờ con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn chị Thanh Tha. Sắc ghê cà mê chá rù bê ghi ri si khá ra tá tê chàng tá lê khê vi mà nê. Đi bê ra thê chá gà mê tá rù quá nà gà hà nê ghê hà quá thâm hít khét tê. Sắc ghê cà mê chá rù bê ghi ri si khá ra tá tê chàng tá lê khê vi mà nê. Đi bê ra thê chá gà mê tá rù quá nà gà hà nê ghê hà quá thâm hít khét tê. Dạ, con xin phân tích. Chữ sắc là trường âm nhấn, chữ ghê là trường âm thông thường, chữ ca là trường âm thông thường, chữ mê là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, ru bê là trường âm thông thường, gí rí xí khá rá, gí rí xí khá rá là liên tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu đoạn âm. T là trường âm thông thường, chan là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, ma nê là trường âm thông thường, đi bê là trường âm thông thường, rắc là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ga mê là trường âm thông thường, tá rú quá ná gá há là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, ghê là trường âm thông thường, há là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thục là trường âm nhấn. Dạ, chữ này không có nhớ trường âm nhấn hay là trường âm đọc theo giọng nguyên âm đây. Hí là đoạn âm, khát là trường âm nhấn,
T là trường âm thông thường. Dạ, có chữ thâm là con nhớ nhớ không biết là trường âm đọc theo dư vọng nguyên âm hay là trường âm nhắn gì đó. Pháp Thủ biết không biết bây giờ rung biết định ra sao, xin cho biết ý kiến. Dạ, con kính cung thỉnh ngài. Sa thú sa thú vô tôn nữ tuệ duyên ha. Cái phần đầu á, sắc khi ca mê chắc u bê, cái này đọc quá nhanh, bởi vì ở đây á, chúng ta ôn lại trường âm và đoạn âm, thì cái chỗ này nó là trường âm thì chúng ta kéo dài, chứ không thể là ta bước vô cái là đề ba, cái là lao phan liền ha, là mau ao rồi cái ở sau được chậm ha. Sắc kê ca mê chắc ru bê ha, chậm chậm chứ không có là màu ào vậy. Hôm nay còn thắc mắc chữ thum quát thum hí, còn thắc mắc cái chỗ này không phải là cái trường âm đọc theo giọng nguyên âm hay là trường âm nhấn. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm khi nào chữ m có dấu chấm hoặc là m có nút ruồi mà phía trước nó là a i u, là ba cái nguyên âm đoạn âm, khi đó mới là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Còn đây nó có cái nút ruồi đâu, nó có dấu chấm đâu, thì đây là một trường âm nhấn chứ không phải là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tới hôm nay rồi còn rắc rối nữa. Còn Huynh Pháp Hữu, Huynh cũng giống như thường lệ thôi, tức là từ 4 giờ rưỡi cho đến 5 giờ rưỡi là cái thời gian mà cái room này sinh hoạt tùy duyên, nhưng mà do sự yêu cầu cho nên hôm nay ôn lại những cái bài kinh lễ bái tâm bảo tinh nghi thức, để khi mà chúng ta đến với cái room này thì Huynh cũng quan hệ là không có đổi giờ gì hết á. Thường thường đi sinh hoạt coi như từ 4 giờ cho tới 4 giờ rưỡi là lễ bái tâm bảo thọ trì quy giới, 4 giờ rưỡi cho đến 5 giờ rưỡi đó là cái giờ sinh hoạt tùy duyên, rồi 5 giờ rưỡi cho đến 6 giờ rưỡi đó là giờ của Huynh Pháp Hữu. Hoặc là Huynh thấy nếu mà cái thời gian không đủ thì chúng tôi sẽ nhường lại tức từ 4 giờ rưỡi cho đến 6 giờ rưỡi. Thì bây giờ ý kiến của Huynh như thế nào? Huynh thấy là có đủ thời gian để mà coi như trình bày không? Rồi mời Huynh ha. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức, kính lễ quý sư Tu Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị, không biết có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn sư. Mười mấy năm qua đó, từ lúc bắt đầu sinh hoạt trong room cho đến cuối năm ngoái thì chúng tôi sinh sư sáng thứ hai. Nếu mà tính từ giờ Việt Nam thì từ 6 giờ rưỡi. Bây giờ ta tính giờ Việt Nam với giờ Perth nó lộn xộn. Từ 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ, 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ, giờ Việt Nam, tức tiếng rưỡi, 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ, nghe hơi nhỏ. Dạ, không biết là các anh chị khác có nghe rõ không? Xin cho biết. Nếu mà không thì chúng tôi điều chỉnh lại một chút. Ở đây vừa chỉnh hết lớp, hết mức rồi đây, hết 100% rồi đây. Dạ, rồi thời đó, thời ra mười mấy năm nay, cho tới cuối năm ngoái thì sinh hoạt từ 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ sáng thứ hai. Ồ, nhỏ hả? Bây giờ không biết tại sao nghe cũng được. Yeah. À, tới cuối năm ngoái hình như có yêu cầu có một số anh chị phải đi làm sáng thứ hai, phải đi làm việc. Thành thử ra khúc sau không có nghe được, không có theo dõi được. Thành thử đề nghị là dời sớm hơn một chút. Thay vì 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ Việt Nam,
thì đổi thành sớm hơn một chút, tức là từ 5 giờ Việt Nam cho tới 7 giờ, tới 6 giờ rưỡi. Từ 5 giờ Việt Nam cho tới 6 giờ rưỡi giờ Việt Nam. Thì chúng tôi cũng đã cũng theo lời sư trí đức cũng quan hỷ phận và có cho chúng ta sinh hoạt như vậy từ 5 giờ cho tới 6 giờ Việt Nam, sáng thứ hai. Thành nữa ra coi như 1 giờ rưỡi. Là rồi chúng tôi nghỉ mấy tuần qua, nghỉ cũng khoảng cũng khá lâu, bây giờ quay trở lại room thì chúng tôi tưởng là vẫn theo cái lịch mới đó, là từ 5 giờ sáng cho tới 6 giờ rưỡi sáng, sáng thứ hai. Rồi nếu mà thấy có trong room có những cái sinh hoạt khác và không đúng, không có được thuận tiện thì cũng xin cho biết. Thì ra hôm nay vào thấy cũng hơi ngạc nhiên chút thôi. Nếu mà thấy nếu sư thấy có sinh hoạt khác rồi thì mình cũng có thể du di được. Đó là tùy chị sư với chị Ngọc Quỳnh quyết định cho chúng bắt đầu từ lúc mấy giờ cho đến kết thúc mấy giờ. Khoảng 60 phút cũng được, mà 90 phút như mấy năm trước cũng được. Mà chị xin cho quyết định cho rõ ràng để có thể từng bắt đầu từng sau thì chúng ta thống nhất lại. Đó thì xin ý kiến của sư và của ban điều hành. Sa tu huynh pháp hữu, rất là hoan hỷ, bởi vì khi chúng ta soạn ra một cái giáo án và xin trình bày nhiều khi không đủ thời gian, huynh đưa ra ý kiến như vậy chúng tôi cũng nhất trí. Đối với sự sinh hoạt trong room này, sau khi mà có sự thống nhất, tức là tôn trọng ngài Vũ Tông, ngài kết thúc 6 giờ rưỡi và trong room này cũng chấm dứt 6 giờ rưỡi, thì cái thời gian của huynh nó còn eo hẹp. Chính vì vậy có thể là huynh pháp hữu có thể rộng rãi thời gian một chút, là từ 4 giờ rưỡi cho đến 6 giờ rưỡi trong khoảng thời gian này huynh trình bày những cái điều mà huynh đã nghiên cứu muốn phổ biến cho đạo tràng được, thì phải có thời gian nhiều. Cho nên huynh có thể hoan hỷ từ 4 giờ rưỡi cho đến 2 giờ nhiều quá hả? Không được hả? 2 giờ nhiều quá. Vậy thì huynh mình thấy rằng cái khoảng thời gian 2 giờ 2 tiếng đồng hồ đó thì huynh rộng rãi thời gian chỉ cần tối đa 50 phút 90 phút. Như vậy thì nếu mà 4 giờ rưỡi, như vậy thì khoảng 5 giờ cho đến 6 giờ rưỡi ha. 5 giờ đến 6 giờ rưỡi. Huynh đồng ý không? 5 giờ cho đến 6 giờ rưỡi. 5 giờ đến 6 là vừa ha. Rồi. Như vậy thì trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ đó, từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi, thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại. Tức là ví dụ như sự sinh hoạt, quý vị lễ bái tam bảo có những ở chỗ nào mà quý vị cảm thấy thắc mắc thì chúng tôi bổ sung. Cũng giống như hôm nay học cái bài Sakyakame thì quý vị cũng nghe cái sự trình bày của cô tu nữ Tùy Duyên nè, rồi chị Tâm Phương nè, chị Kim Nhung vân vân, chị Niệm Từ, thì mỗi người một vẻ. Nhưng mà chúng ta muốn có một cái sự thống nhất trong cái vấn đề nghi thức thì trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, quý vị quan hỷ ha, thay vì sinh hoạt tùy duyên như cái khoảng thời gian trước, thì trong vòng nửa tiếng đó quý vị tranh thủ, tức là quý vị coi như thấy những cái chỗ nào còn nghi ngờ, thấy những cái chỗ nào rắc rối thì chúng tôi sẽ bổ sung mà sẽ lướt qua chứ không có thời gian nhiều ha. Quý vị thông cảm ha. Thôi bây giờ nhường lại thời gian cho huynh pháp hữu.
À, xin nhiều phần có ý kiến ha, xin mời. Tha giá, dạ. Dạ. Hôm nay ở ngày của Vinh Chánh Hộ Thịnh Pháp Sư, trước khi Vinh Pháp Hữu dạy bài học ngày hôm nay, con thấy cũng đã trễ của Vinh hết 11 phút, dạ, 10, hơn 10 phút rồi. Nên con xin thay mặt đạo tràng Cung Thịnh Pháp Sư để cho Vinh Pháp Hữu có đủ thời gian trình bày cái đề tài 2. Dạ, con không biết quý ngài và quý vị có đồng ý hay không. Dạ, kết thúc cái buổi học tùy duyên là bài Thỉnh Chư Thiên rồi tuần sau học tiếp. Dạ, dạ, ngài và đạo tràng có hoan hỷ không? Thì con xin thỉnh Pháp Sư vắn tắt thôi để còn kịp thời gian. Dạ, bạch ngài, ngài có cho phép con không bạch ngài? Ngài cho con xin ý kiến ạ. Rồi, vậy là ngài cho phép rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư vắn tắt. À, tại Nhật Quỳnh thấy đã hết giờ. Dạ, và sau đó thì thỉnh Quỳnh Pháp Hữu lên trình bày đề tài ngày hôm nay. Dạ, ngài Trí Đức đã đưa đề tài. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Đa Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chấp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giác vẹn toàn một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Quỳnh Pháp Hữu đăng đàn để giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính Quỳnh. Dạ, kính mời Quỳnh ạ. Kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, kính mời Quỳnh. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Lâu quá không có dùng microphone, thành thử ra không biết cái hệ thống nó như thế nào. Hôm qua cái máy nó cũng trục trặc, thành thử có nhờ người cháu tới sửa. À, nếu mà nhỏ thì cho tôi biết cái đã điều chỉnh hết mức rồi. Và trong cái thời gian chúng tôi sinh hoạt thì thỉnh thoảng cũng mong quý anh chị cho số 1 hoặc bông hồng để mình biết là cái đường truyền còn tốt. Nghe nhỏ quá, thật sự nghe hơi nhỏ. À, cũng không biết làm thế nào để xem lại cái volume mixer. Cũng đi volume mixer này. Cũng lên hết mức rồi đây. À, setting speaker microphone được rồi. Ok, bây giờ chắc là nghe tốt hơn ha. 1 2 3 4 các có lẽ là nghe tốt hơn ha. Dạ, giờ nghe tốt. Dạ, tìm được cái nút để điều chỉnh nó mới thay đổi lại thôi. À, dạ, tốt lắm rồi. Dạ, cảm ơn quý anh chị. Để trước khi như thường lệ, trước khi bắt đầu cái buổi sinh hoạt thì mời tất cả cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Sammasambuddho Bhagava
Bụt thăng bà gà văng tăng a phi hoa đê mi Sua khá tô bà gà hoa thà thăm mô Thăm măng nam a sa mi Su pa ti pan no bà gà hoa tô sa hoa kè sẵn khô Sẵn khăn nam a mi Cõi bồ đề trang nghiêm thiền tịnh Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng Con xin lại đấng đại hùng Rỗi vô biên trí tận cùng thế gian Bác thánh đạo con đường chánh giác Đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân Chân truyền diệu pháp thánh nhân Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh Đức vô song thánh sa môn Thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Buddhaṃ Dhammaṃ Saṅghaṃ Namassami Con đem hết lòng thành kính Làm lễ Đức Thế Tôn Ngài là bậc ứng cúng cao thượng Đã chứng quả chánh biến tri Do Ngài tự ngộ Thầy chỉ dạy Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo Đó là sắp phần lễ bái tam bảo tóm tắt. Chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi chia sẻ đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa quý chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị. Đã lâu bây giờ mới quay trở lại room, có thể nói gần 2 tháng. Sau một chuyến đi về Việt Nam tuần, rồi trở về Úc, xin nghỉ xả hơi 2 tuần. Và sau đó chúng ta lại tiếp tục du hành đi qua miền Đông nước Úc để mà thăm cháu ngoại ở bên đó 2 tuần rồi trở về đây nghỉ xa hơi 1-2 tuần nữa rồi mới vào room. Thì có lẽ như vậy là đi không có sinh hoạt trong room cũng hơn 2 tháng. Và có lẽ đó là lý do mà không theo dõi được cái lịch sinh hoạt của room. Như nãy chúng ta bài thì mười mấy năm qua thì chúng tôi được sư Trí Đức giao cho trách nhiệm chia sẻ đàm luận mỗi sáng thứ hai từ 6 giờ rưỡi sáng nói giờ Việt Nam chúng tôi lại quên hay nói giờ Perth từ 5 giờ rưỡi sáng cho tới 7 giờ sáng giờ Việt Nam nhưng mà một số bạn yêu cầu sinh hoạt sớm hơn một chút thành thử bắt đầu từ hồi đầu năm Hồi tháng đầu năm 2020 này thì chúng tôi sinh hoạt sớm hơn một chút là 30 phút sớm hơn là từ 5 giờ cho tới 6 giờ rưỡi sáng và theo cái sinh hoạt đó khoảng một tháng hay là tháng rưỡi gì đó cũng khoảng 2 tháng rồi chúng tôi cũng tưởng như vậy ra sáng nay mới vào sớm vài phút thôi thế là vào trong room này thì khoảng 5 giờ sáng thì cũng nhưng mà bây giờ thì đã thống nhất nhau lại rồi thì bắt đầu từ hôm nay trở đi mỗi sáng thứ hai chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau một tiếng rưỡi đồng hồ thôi 90 phút từ 5 giờ cho tới 6 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam rồi trong tương lai cũng có thể có thay đổi nữa thì mình cũng uyển chuyển linh động cuộc đời là vô thường, tùy theo cái điều kiện để mình có thể thay đổi cho thích hợp với người mọi người cũng không có đây không phải là cái vấn đề mà nghiêm trọng nếu mình hiểu với nhau rồi thì mình thông cảm rồi mình tùy duyên mà mình thay đổi giờ giấc nói đến vô thường thì chắc là tất cả chúng ta những người trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam, bên Úc cũng vậy, Mỹ cũng vậy, bên Pháp, bên Âu Châu đều thấy đều ra chung một cái số phận đó là
đang phải đối phó với nạn dịch corona, là COVID-19. Rồi mình thấy thay đổi nhanh. Khoảng tháng 12 năm ngoái, khi mà chúng tôi đi Mỹ, qua bên đó 3 tuần sinh hoạt với lại cô con gái ở Texas, thì thấy vui vẻ, đâu thấy cái gì đâu. Rồi mới dự kiến là hoạch định cái chương trình năm 2020 là làm những gì. Rồi đặt vé máy bay đi về Việt Nam. Rồi sau đó thì đặt vé máy bay đi bay qua bên Đông Úc. Rồi có thể dự tính là khoảng tháng 4 hoặc là tháng 5 sắp tới là sẽ đi nữa. Rồi tháng 7 đi nữa. Rồi bây giờ thì mình thấy thay đổi rất nhanh. Và mình thấy cái cục diện trên thế giới là nó trùng trùng duyên khởi. Cái sự kiện xảy ra ở một cái xứ sở này là có thể tạo ảnh hưởng cho đến những cái quốc gia khác trên toàn cầu. Đó là cái dịp mình có nó ngoài cái tầm kiểm soát của mình, nhưng mà cũng là cái dịp để mình nghĩ lại cái sự vô thường. Cái cuộc sống của chúng ta nó rất là mong manh, thay đổi rất nhanh. Và mình thấy không những chỉ ảnh hưởng đến cái sức khỏe qua cái con virus, mà do cái nạn dịch này mà hầu như cái sự hoạt động kinh tế đều tê liệt, đều ngừng trệ. Nó sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của mỗi người, và nhất là có cái nguồn thu nhập thấp, những người lao động chỉ sống qua ngày, ngày qua ngày. Bây giờ lại chó có một cái tai biến thế này thì mình thấy rất là khó khăn. Chúng tôi theo dõi tình hình, thấy những cái hình ảnh ở bên Ấn Độ chẳng hạn, những người dân phải đi bộ, phải di tản mà đi bằng chạy bộ đi về quê hương, trên chọc đường là đói khát đủ thứ chuyện, hoặc là những người ở trên những cái khu ổ chuột chung đụng với nhau thì không thể nào mà gọi là cách ly hay giãn cách xã hội được. Mình thấy rõ ràng. Và nếu mà có bệnh dịch lây lan thì lây lan rất nhanh, mà cũng không có đủ thuốc men hay là cái phương tiện y tế nào mà có thể giúp được. Thấy nhiều khi mình nghĩ lại, mình thấy mình vẫn còn có cái phước rất lớn, hoàn cảnh rất tốt so với những cái người mà đang trong cái tình trạng khó khăn như vậy. Và cũng là cái dịp để mình ngẫm nghĩ về cái cuộc sống vô thường, ngắn ngủi. Và nếu mà mình có khả năng, vẫn còn có đủ điều kiện, thì mình cũng nên đóng góp giúp đỡ. Thế thì bằng một gói khi nào, mình có thể giúp đỡ. Có rất nhiều cái hội từ thiện, hoặc những cái hoạt động để mình có đóng góp vào đó. Và cũng đây là cái dịp để mình tạo phước báo. Đó là cái điều mà chúng tôi cũng tâm niệm như vậy. Càng khó khăn thì mình nên càng có một cái quyết tâm để mà tạo phước, thực hiện cái lòng chia sẻ bố thí của mình. Và trong cái khung cảnh như vậy thì chúng tôi cũng suy nghĩ là có lẽ là mình trở lại trình bày chia sẻ cái cuốn sách mà chúng tôi đã thực hiện để chia sẻ trong đầu năm ngoái, tức là một năm trước, mà suốt cả gần 6 tháng. Đó là về tỉnh thức bệnh tật và cái chết của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Và mình thấy rõ ràng hơn bao giờ hết mình cần có những cái thái độ như thế nào, mình sửa soạn như thế nào. Cái bệnh là bây giờ thấy rõ ràng ai cũng bị, dầu cho khỏe mạnh cách mấy mà con virus mà nó đánh vào, nó xâm nhập vào là cũng đều khó khăn hết. Người lớn tuổi như chúng tôi thì càng ngày càng khó khăn hơn. Mình thấy bởi vì cái cơ thể nó yếu rồi, suy nhược rồi, nó không có đủ để mà kháng cự. Và như vậy thì cái chết nó gần kề, có thể chết bất cứ lúc nào. Chúng tôi thường hay nói là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cho bất cứ ai vào bất cứ lúc nào. Anything can happen to anyone at any time. Mình thấy rõ nha. Cái cuộc sống mong manh, mà khi mình còn thở là mình cố gắng mình tạo phước, là cố gắng mình luyện tập, mình tỉnh thức, mình đối diện từng giờ từng phút. Bởi vì có những cái việc nó xảy ra ngoài cái tầm tay của mình, hoặc là bởi vì mình còn vô minh,
mình không có thấy có đủ trí tuệ để thấy rõ mỗi cái những cái duyên trùng trùng duyên khởi kết hợp như thế nào, là khi nó xảy ra đến thì mình cho nó là bất ngờ, bởi vì mình không có thấy rõ được. Chỉ có một cái là mình sẵn sàng chấp nhận và sẵn sàng nhận diện đó, và có những cái thái độ như thế nào thì cái đó là mình có thể luyện tập được. Và đây cũng là một cái cơ hội để mà mình áp dụng những cái gì Phật, những lời Phật dạy vào trong cái hoàn cảnh hay là vào trong những cái vấn đề xảy ra ngay trước mặt. Thì đó là những gì mà chúng tôi xin tâm tình như vậy. Bây giờ thì vào trong cái đề tài của ngày hôm nay, tức là nói về cái chúng tôi xin chia sẻ về cái chương đầu tiên của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết mà chúng tôi đã trình bày đấy. Nhưng mà bây giờ trình bày lại và để được thì chúng tôi sẽ duyệt lại và sắp xếp thành một cái chương rõ ràng, và như vậy làm dần dần cho tới 24 chương, thì hy vọng rằng sau đó là có thể thành một cuốn sách mà đủ điều kiện để mà in để mà chia sẻ với mọi người để ấn tống về sau. Thì cái đó là cái chuyện về sau thôi, chứ cũng bây giờ cũng chưa có quyết định. Bây giờ thì mình chỉ tập trung mình trình bày và chia sẻ trước. Bây giờ mời các anh chị đi vào cái hình đầu tiên. Nếu ai vào được rồi thì xin cho cái tín hiệu. Như chúng tôi trình bày thì cuốn sách này có tất cả là 24 chương, chia ra làm hai phần. Một phần 12 chương đầu thì nói về bệnh tật, về cách chữa bệnh, cách sự chịu đựng như thế nào, cái thái độ của một người Phật tử như thế nào. Và 12 chương sau, từ chương 13 đến chương 24, tức là nói về cái chết. À, cuối cùng có cái phần kết luận và các hướng dẫn hành thiền, thì chúng tôi đã trích cái phần đó ra, soạn lại thành một tập sách nhỏ 10 pháp quán tưởng, và có ấn tống và chia sẻ trong những cái buổi nói chuyện ở Việt Nam trong tháng 2 vừa qua ở Sài Gòn, Đà Nẵng cũng như ở Hà Nội. Đó là cái chúng tôi dựa theo cái phần kết và các hướng dẫn hành thiền. Và cái cuốn sách này được soạn ra là do sự yêu cầu của một người bạn đạo, giáo sư Đỗ Chánh Dân, người Đài Loan. Giáo sư là một trong những người đầu tiên có công lao để mà số hóa Tam Tạng, Hán Tạng, rồi đưa lên trên mạng, sau đó là in xuống đĩa CD phổ biến cả thế giới, gọi là đĩa Sibita. Và Ngài Tỳ Khưu Na Vô là người Đức, nhưng mà sau này thì Ngài có học tiếng Hán để mà nghiên cứu thêm những cái kinh điển nguyên thủy trong Tạng A Hàm. Thì qua đó thì Ngài mới làm quen và biết được giáo sư Đỗ Chính Dân cũng như các cộng sự viên của giáo sư, đã thành ra những người bạn đạo chung với nhau. Nhưng mà một cái năm nọ thì giáo sư đi khám bệnh thì được khám phá ra bị bệnh ung thư, bệnh nan y trong giai đoạn chót. Thành thử ra trong cái sự đau đớn khi mà chữa trị như vậy thì giáo sư Đỗ Chính Dân có tâm sự với Ngài và đề nghị với Ngài Tỳ Khưu Na La Vô là làm sao bây giờ soạn ra một cuốn sách giống như một cái cuốn cẩm nang Phật dạy, dựa theo các cái kinh điển nguyên thủy mà bằng tiếng Hán, tức là Tạng A Hàm. Trong chúng ta biết là trong Bắc truyền cũng có những cái kinh điển nguyên thủy dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, và gọi là Tạng A Hàm, cũng gọi là có những cái bài kinh rất gần gũi và tương đương với lại những cái bài kinh nguyên thủy trong Tạng Nikaya của Nam truyền. Thì sẵn đó thì Ngài thấy rất là ý kiến hay, tại ra Ngài thì Khưu Na Vô mới soạn ra cuốn sách này. Ngài trích những cái bài kinh A Hàm chia ra thành 24 chương. Đồng thời trong mỗi chương như vậy thì Ngài cũng đề cập đến những cái bài kinh tương ứng trong Tạng Pali nữa. Thật ra khi mà chúng tôi biết cuốn sách như vậy thì chúng tôi rất là hoan hỷ. Mặc dù trong cái cuốn sách thì bằng tiếng Anh thì Ngài chỉ trích và dịch bài kinh A Hàm thôi, Ngài chỉ đề cập đến bài kinh Pali nhưng mà không có dịch ra, nhưng mà mình cũng có thể tìm được dựa theo cái nguồn tham khảo của Ngài Analayo. Ra cái định của chúng tôi là khi mà nếu mà dịch ra thành ra bản tiếng Việt của cuốn sách này đó, thì ngoài cái nguyên bản mình dựa theo nguyên bản bằng tiếng Anh có cái bài kinh A Hàm, thì mình cũng kèm theo cái bài kinh
từ cái nguồn Pali nữa, để người đọc khỏi phải đi tìm, khỏi phải mất công đi tìm, à, có thể là đọc luôn, so sánh luôn, rồi mình thấy rất hay, bổ túc nhau giữa hai, và đồng thời mình cũng thấy được cái tầm quan trọng của cái nguồn kinh điển nguyên thủy trong cả hai truyền thống Bắc truyền và Nam truyền. Thì đó cũng là một cái điều mà chúng tôi dự định sẽ làm, từ từ sẽ làm nếu mà đầy đủ, có đủ điều kiện. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày lại cái phần đầu tiên, đó là cái phần nói về Đức Phật. Và trong kinh điển Nam truyền cũng như Bắc truyền đều ví Ngài, tán ca tụng Ngài, ví Ngài. Ngài có nhiều cái lời ca tụng, xưng tụng khác nhau, nhưng mà một trong những cái lời kinh tụng chúng tôi thấy ít được đề cập đó, trong cái cộng đồng Việt Nam, là người ta xưng tán Ngài, trong kinh điển xưng tán Ngài là một vị bác sĩ hay là một vị y sĩ cao thượng nhất trên đời, vô thượng y vương, bác sĩ tài ba cao thượng nhất. Thì đó là cái nội dung của chương mà chúng tôi sẽ trình bày trong ngày hôm nay. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Thì trong cái hình này chúng tôi tóm tắt là theo cái nhìn của Ngài Tỳ Khưu Vô, Ngài nói rằng cái bài về cái giáo lý chính, một giáo lý căn bản trong đạo Phật, tức là cái cốt lõi nhất của đế, khổ tập diệt đạo, mà Đức Phật giảng trong cái bài giảng đầu tiên Kinh Luân cho năm anh em Kiều Trần Như, sau khi mà Ngài là chúng ta còn nhớ 2 tháng Ngài thành đạo vào khoảng rằm tháng 4 theo lịch của Nam truyền, và Ngài đi cho tới thành Ba Lai là khoảng tới rằm tháng 6, thì Ngài giảng cái bài kinh đầu tiên, đọc bài kinh này cho năm anh em Kiều Trần Như. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đọc sâu thêm. Nhưng mà theo cái analogy cũng như ngày xưa chúng tôi còn nhớ lại, Ngài Ajahn Brahm cập đến vấn đề này nhiều năm trước rồi. Thì tảng sự chẩn đoán công thức mà cho tới bây giờ người ta vẫn còn dùng, tiên á, là mình làm vị y sĩ nói về bệnh, thì mình đau vị sĩ gặp mình xin lỗi, vị bác sĩ nói anh có bệnh này, bệnh anh như thế này thế này thế này thế này, tức là chẩn bệnh. Rồi sau bác sĩ mới nói là cái nguyên nhân của bệnh đó là từ đâu mà ra, tại sao anh bị bệnh như vậy. Rồi nếu mà chỉ dừng thôi á, thì nó làm cho người ta buồn khổ, ta không thấy là một vị bác sĩ thương, có tâm từ, có đủ tài lành nghề, thì bác sĩ sẽ nói mặc dầu như thế nhưng mà bệnh được, tức là nói về cái trạng thái lành, mặc dầu bệnh do nguyên nhân thế này vẫn có thể là chữa khỏi được, đó là dịch tế. Rồi muốn được khỏi như vậy thì anh phải uống cái thuốc này, hoặc là phải thay đổi cái lối sống, lối sinh hoạt trong cái đời sống, thể dục như thế nào, uống thuốc, phải ăn uống theo cái chế độ thế này thế này, tức là cái cách thức để chữa bệnh phải áp dụng được. Chứ bác sĩ không thể nào, không có cái gì, bác sĩ không có cái đũa thần để mà giúp bác sĩ, để giúp cho người bệnh khỏi bệnh ngay, mà người bệnh bác sĩ chỉ cho những cái phương thức mà người bệnh phải áp dụng. Mình nhớ giữa đạo Phật và những cái đạo khác mà rất gần gũi với lại cái khoa học, rất gần gũi cái nền y khoa. Đầu tiên mình thấy trong cái bài kinh giảng đầu tiên Đức Phật có nói, dựa theo cái phương thức đó, nói rằng chỉ chúng ta thấy cái đặc của đời sống, nó là dukkha, nó là khổ, mình dịch là khổ, nhưng mà theo của Ngài, hoặc là tiếng Anh là suffering, nhưng mà theo cái nhìn của Ngài analogy của một số các vị tăng sĩ khác thì cho rằng dịch dukkha là khổ, hay là tiếng Anh này là phản ánh được có một phần của, chứ không có là dịch được cái hiểu được trọn vẹn. Từ ngày nay trong cái môi trường, trong cái đa một số cái sách Phật giáo không có dịch, chỉ dùng chữ Sanskrit và Pali, đó là dukkha, mình hiểu là khổ.
thì là cái gì mình không có bất toàn, mình không thỏa mãn, mình thấy nó phiền não, nó thất vọng ở trong đó, nó không có được vừa ý. Thì cái đó thì gọi là dukkha. Thì cái khổ nó phải bao gồm những cái đó, chứ không phải là chỉ khổ là nó chỉ cái khổ cái thân thôi, hoặc là những cái sự cứt cắn rất ở trong tâm thôi, mà có những cái mình thấy không thỏa mãn, không có được hài lòng, không có được giống như mình mong muốn, thì cái đó cũng gọi là dukkha, gọi là khổ. Thì đầu tiên thì nói có 8 cái, Đức Phật nói rõ ràng, sinh lão bệnh tử là mình gần cái người mà mình không thích cũng là khổ, mình phải người mình yêu thích thì cũng là khổ, rồi mình cầu không được, mình mong muốn cái gì không được. Tóm lại 5 thủ quẩn, mình thấy rằng là mình chấp vào trong đó thì là khổ. Nhớ như vậy, 5 thủ là khổ, thủ vào đó phải có cái chuyện chấp thủ mới được, mới là mà diệt khổ, con đường để mà chúng ta diệt cái bệnh, cái căn bệnh trầm kha chúng sinh, để mà lành bệnh, tức là đạt đến cái trạng thái giải thoát là niết bàn. Và cái 8 chi phần này cần phải thực hiện đầy đủ, mình nhớ như vậy. Và một điều thứ hai cũng giống như vị y sĩ, Đức Phật không có giúp gì cho chúng ta giải thoát được ngay, mà ngài chỉ cái phương thuốc hoặc là cái cách sống, cái cách sinh hoạt mình phải theo, cái con đường mình phải tự mình đi, phải thực hiện. Chứ Đức Phật không có đi hộ cho mình, cũng như ông bác sĩ, ông không có uống giùm mình, ông cho cái toa thuốc rồi mình phải đi mua tìm thuốc mà uống, rồi ông có chỉ cho mình phải thay đổi cái lối ăn uống như thế nào, lối sinh hoạt như thế nào để được khỏe mạnh, thì mình phải làm theo, mà mình phải làm chứ bác sĩ không có làm cho mình. Cái điều đó mình cần nhớ như này, nó cũng là cái điều mà nó khác biệt. Có những cái tôn giáo là chỉ tin thôi, tin theo cái vị giáo chủ là sẽ được cứu rỗi, nhưng mà ở đây thì khác. Đức Phật nói là mình phải tự lực, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình đi. Đức Phật chỉ con đường này, hoặc là các vị thầy khác sau này, hoặc các vị A-la-hán, các vị Phật trong tương lai cũng vậy, các ngài chỉ con đường. Và dầu cho Đức Phật trong quá khứ hay trong hiện tại, trong tương lai, thì các ngài cũng đều chỉ cái con đường khổ xa xưa đó. Con đường đó là Bát Chi Thánh Đạo, đó là con đường duy nhất. Trong sau này thì có những cái sự diễn giải khác nhau, nói rằng cái pháp này, pháp tứ niệm xứ này, hoặc là cái pháp kia là con đường duy nhất này nọ vân vân. Mà thật sự trong cái tinh thần kinh điển nguyên thủy thì con đường duy nhất đó là Bát Chi Thánh Đạo, phải đầy đủ tám thì mới là con đường duy nhất để đưa đến giải thoát giác ngộ. Đó thì chúng tôi chỉ xin trình bày sơ qua về cái điểm căn bản của Đạo Phật. Và đôi khi mình thấy mình biết rồi, nhưng mà mình xem thường, rồi mình thích tìm hiểu những cái gì cao xa hơn, rồi mình quên đi những điểm căn bản. Chúng ta, rồi chúng ta cũng nên nhớ cái Bát Chi Thánh Đạo và Tứ Thánh Đế, 4 cái sự thật cao quý là Đức Phật giảng ngay từ trong bài kinh đầu tiên, xuyên suốt 45 năm truyền đạo của ngài, và tất cả lúc giờ phút cuối cùng ngài cũng nhấn mạnh lại như vậy. Đối với cho một cái vị đệ tử cuối cùng mà ngài giáo hóa xong là ông Subhadra, thì ngài cũng nói rằng ở nơi nào mà có người ta còn hành trì Bát Chi Thánh Đạo thì nơi đó có 4 cái quả thánh, tức là Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A La Hán. Nơi nào mà không có trình ai mà hành trì Bát Chi Thánh Đạo thì nơi đó không có 4 quả thánh. Đức Phật nói rất rõ ràng trong cái bài kinh, trong những lời giải cuối cùng. Và trong cái giáo pháp của Đức Phật thì có Bát Chi Thánh Đạo. Thành thử ra nếu mà mình hiểu và hành theo Bát Chi Thánh Đạo thì có cái khả năng sẽ đạt được 1 trong 4 cái quả thánh đó. Rõ ràng như vậy trong cái lời giải cuối cùng. Và nếu chúng ta còn nhớ một cái bài kinh khác ngắn gọn, đó là bài kinh Simsapa. Tức là một cái lần đó trong cái khu rừng Đức Phật đi trong đó, thì có cái rừng Simsapa, thì ngài nắm một lá, bóc lên một nắm lá cây để trong tay, ngài mới hỏi các vị tỳ khưu là cái nào nhiều hơn, cái số lá cây nằm ở trong nắm tay của ngài hay là số lá cây ở trong cái rừng này, trong rừng Simsapa này. Thì dĩ nhiên các ngài tỳ khưu đệ tử trả lời là cái số lá cây ở trong rừng thì nhiều hơn, quả nhiên là nhiều hơn là cái số lá cây ở trong nắm tay của Đức Phật.
Thì Đức Phật nói cũng như vậy. Cái những cái gì mà Ngài biết thì nó nhiều như là cái số lá cây trong rừng. Nhưng mà những cái gì mà Ngài giảng dạy thì nó ít giống như là cái số lá cây ở trong cái nắm tay của Ngài. Nhưng mà những cái đó là những cái cần thiết, những cái quan trọng để đưa đến giải thoát giác ngộ, để vượt qua khỏi những cái sầu khổ trong cuộc đời. Và những cái đó là gì? Đó là khổ, sự diệt khổ. Khổ có thể diệt được và con đường diệt khổ. Tức là tóm tắt ở trong tứ thánh đề. À, thì đó là những gì mà Đức Phật nói căn bản mà như vậy. Nhiều khi mình đọc những cái đó để mà mình nhắc nhở mình. Nhiều khi mình tham, mình thích tìm hiểu cái này, cái kia, cái nọ. À, nhưng mà cuối cùng rồi thì mình phải đặt cái vấn đề là để làm gì? Mình học cho nhiều, rồi mình đi tới chỗ này, chỗ kia, nghe giảng cái này, cái kia. Đọc hết sách này qua sách kia để làm gì? Cuối cùng có phản ánh được đi cái tứ thánh đế hay không, bốn cái sự thật cầu quỷ đây không? Lúc nào mình cũng nên nắm cái đó rồi để mà áp dụng để cho cái con đường tu tập của mình. Thì một lần nữa thì chúng tôi mời các anh chị qua cái bài kinh đầu tiên mà chúng tôi có soạn ra thành cái biểu đồ tương đối cũng đơn giản chứ không có khó, nhưng mà nó giúp cho mình nắm lại cái bài kinh căn bản và đầu tiên. Thì mời các anh chị vào cái hình thứ ba mà chúng tôi có đưa ra cái link này. Thì đó là tóm tắt cái biểu đồ, tóm tắt cái nội dung của bài kinh chuyển pháp luân. Không biết các anh chị có vào được chưa. Thì cái bài kinh này có xuất hiện ở hai nơi. Một nơi là nằm ở tương ưng chương 56 bài kinh số 11, và một nơi khác là nằm ở trong tạng luật. Nói về cái khoảng thời gian mà Đức sau khi thành đạo, Ngài Bồ Tát, cái Ngài Đức Phật đi gặp năm cái vị đệ tử trước của Ngài là năm anh em Kiều Trần Như ở khu vườn Nai, ở Ba La Nại. Thì trong cái bài kinh lần đầu, ngay cái đầu tiên thì Đức Phật nói là đây là trung đạo. Trung đạo này tức là nằm ở giữa hai cái cực đoan mà Ngài đã tìm ra để mà đưa đến giải thoát giác ngộ. Một bên là hành hạ thân xác, một bên là đắm say dục lạc. Cái chỗ này cái chỗ quan trọng. Dĩ nhiên là mình biết cái chữ mà cái trung đạo, cái con đường tu tập là không có rơi vào cái cực đoan đắm say dục lạc. Cái đó là mình biết. Nhưng mà đôi khi mình vì vô tình mà mình có thể thôi rơi vào cái cực đoan thứ hai, tức là hành hạ thân xác. Mình thấy rõ rồi, nhiều khi mình tu tập cái mình có cái khuynh hướng phải hành hạ thân xác, sống kham khổ này những kia, phải coi chừng ở chỗ đó. Có mình phải lúc nào phải coi là mình có rơi vào cái cực đoan đó hay không. Cái thân xác này là phải gìn giữ, mình cần phải gìn giữ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ nghe này, nghỉ ngơi đầy đủ để mà mình có sức khỏe để mình tiếp tục cái tu, chứ không phải để mình hành hạ để mà giống để mà giải thoát giác ngộ được. Đấy, mình nhớ cái chỗ đó là cái trung đạo Đức Phật dạy là phải nằm ở giữa, tránh hai cực đoan. Và cái người tu theo ý kiến riêng của chúng tôi, của kinh nghiệm riêng, đôi khi không khéo hay rơi vào cực đoan hành hạ thân xác. Và cái trung đạo đó là gì? Thì đầu tiên Đức Phật nói về khổ, về nguyên nhân của khổ, tức là về con sự diệt khổ và con đường đưa sự diệt khổ, khổ diệt, tức là khổ tập diệt đạo. Lần đầu khi mà Ngài trình bày như vậy thì Ngài trình bày ba lần. Lần đầu tiên là Ngài đưa ra, Ngài giải thích khổ là gì. Mình có cái thân như thế này là hồi nãy như chúng tôi đã nói là mình mong muốn cái này cái kia mà không được, hoặc là mình gần những người mình không ưa, hoặc là sinh lão bệnh tử là khổ, đâm cái thủ quẩn của mình là khổ, là dukkha, đó là trình bày như vậy. Và cái nguyên nhân của đó là gì? Nguyên nhân của đó là mình tham ái, mình tham cầu, tìm cầu có dục, là cái tìm cầu làm sao cho được sinh tồn, hoặc là mình không có muốn sinh tồn, nó cũng là một cực đoan. Thì các đó đều là sự chấp dính vào trong đó, thì đó là nguyên nhân của khổ. Và cái khổ đó có thể diệt được. Rồi cái trạng thái diệt đó tức là niết bàn. Mà muốn diệt như vậy là mình phải theo một con đường, phải sự tu tập rõ ràng có hệ thống. Đó là con đường gồm có tám chi, bát chi thánh đạo. Và
Bốn cái điều đó là mình cần phải biết, cần phải học, phải biết rõ, biết rõ, các bạn phải biết rõ trước. Rồi sau khi mình biết rõ rồi á, thì cái khổ mình phải biết cho nó thấu đáo rõ ràng. Cái tập nó muốn mình phải đoạn tận nó, cái diệt là phải chứng ngộ, tức là niết bàn là phải chứng ngộ, và cái đạo là phải tu tập, tức là cái vòng thứ hai. Tức là cái vòng đầu tiên là Đức Phật chỉ cho mình thấy, cái vòng thứ hai Đức Phật khuyên mình phải làm gì, người ta gọi là khuyến chuyển. Cái vòng đầu tiên là thị chuyển, rồi Ngài tuyên bố rằng Ngài đã lã điểu tri, đã thành xong, đã hiểu xong rồi, rõ ràng rồi. Cái nguyên nhân thì Ngài đã đoạn tận rồi, cái diệt tức là niết bàn Ngài đã chứng ngộ rồi, và bát chi tánh đạo Ngài đã tu tập được, tức là Ngài đã chứng được những điều đó. Tức là cái qua cái vòng thứ ba là Ngài chứng được cả bốn thánh đạo, bốn sinh thật, bốn thánh đế. Như vậy thì theo cái thuật ngữ thì gọi là có ba chuyển tất cả, có bốn cái sự thật nhưng mà có ba chuyển. Lần đầu tiên là thị chuyển, tức là chỉ cho mình thấy. Lần thứ hai là khuyến chuyển, tức là phải khuyên mình làm gì. Khổ là phải điều trị, tập là phải đoạn tận, diệt là phải chứng ngộ, và đạo là phải tu tập. Và cái lần thứ ba là chứng chuyển, tức là mình đã thấy xong rồi, có một người đã làm xong rồi, mình thấy rõ ràng cái khổ đã điều trị rốt ráo rồi, cái tập cũng đã đoạn tận rồi, cái diệt cũng đã chứng ngộ rồi, và cái đạo cũng đã thành tu tập xong rồi. Thành thử ra về sau này, sau tiếp theo đó mới gọi là 12 cái hành tướng, tức là bốn cái sự thật và chuyển ba lần, bốn nhân ba là 12. Và về sau này mà để biểu tượng cho cái bài kinh, cũng như để biểu tượng cho cái căn bản nhất của đạo Phật, thì người ta vẽ cái bánh xe, gọi là cái bánh xe pháp luân, tức là bánh xe pháp. Và cái bánh xe đó có, hoặc là có 8 cái cằm, 8 cái nang hoa để chỉ bát chi thánh đạo, tức là cái bánh xe đó để gồm có 8 cái phần tử bát chi thánh đạo, hoặc là vẽ 12 nang hoa. 12 nang hoa là thường có sự diễn dịch sai lầm, có một số thì cho rằng nó là 12 thập nhị nhân duyên, cái nhân duyên, thật sự nó không đúng. Khi mà nói đến pháp luân, cái bánh xe pháp, thì 12 đó là để chỉ bốn thánh đế được chuyển ba lần, tứ thánh đế được chuyển ba lần, bốn nhân ba là 12. Và thường thường là cái bánh xe được vẽ ra, được nắng tượng, tạo nắng có hai con nai hai bên, hai con nai hai bên, tức là để chỉ cho cái vườn nai có con nai, chỗ đó có con nai. Ra mình phải phân biệt ngay chỗ này. Khi mà vẽ bánh xe thì mình phải hỏi bánh xe đó là bánh xe pháp luân, bánh xe pháp hay là bánh xe luân hồi. Khi mà bánh xe luân hồi thì cũng có 12 năng hoa, thì lúc đó mới gọi là 12 nhân duyên. Mà đa phần đó thì cái bánh xe mà mình thấy thì vẽ trên lá cờ hoặc để trước cổng chùa là bánh xe pháp. Thì 12 cái năng hoa đó là chỉ tứ thánh đế mà chuyển ba lần, thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Chị Nhung có nắm được chỗ này ha. Rồi sau khi mà Ngài tuyên bố như vậy rồi thì Ngài mới nói rằng cái tâm bây giờ là Ngài đã giải thoát giác ngộ xong rồi, Ngài đây là cái đời sống cuối cùng, Ngài không còn phải tái sinh nữa. Và mình nghe như vậy mình thấy đơn giản, nhưng mà nó không đơn giản. Mình chỉ hiểu bên ngoài đó chứ chưa có thẩm thấu được. Mình không, thật sự là cũng chưa có tu tập tới đâu hết. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy, cũng hiểu như vậy thôi, nhưng mà mình chưa có làm, mình chưa có thấy rõ, mình cũng chưa có thực hiện xong. Ra ngay cả năm anh em Kiều Trận Như, tức là những người đã sinh ra cùng thời với Đức Phật, đã từng đi tu với Ngài Bồ Tát, tức là trong quá khứ những cái đời trước là chắc chắn là họ đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho tới cái kiếp cuối cùng này mà khi mà họ nghe Đức Phật giảng xong cái bài kinh này thì chỉ có người anh cả thôi, chỉ có một người là mở pháp nhãn, tức là đắc được cái quả chứng quả dự lưu thôi. Bốn vị kia chưa, bốn người em kia chưa có hiểu, chưa có mở pháp nhãn, chưa có đắc vọng thánh, chỉ có người anh cả là đắc. Thế thật ra mình thấy cái bài kinh tuy đơn giản dễ hiểu nhưng mà nó không có dễ thấm. Rồi Đức Phật mới ở lại đó trong những cái tuần lễ kế tiếp, Ngài mới giảng đi giảng lại cái bài kinh này, thì bốn vị kia mới mở pháp nhãn, mới đắc tới cái quả dự lưu. Chúng ta nhớ như vậy. Rồi sau khi mà cả năm anh em đã đặt quả dự lưu rồi thì Ngài mới giảng cái bài giảng thứ hai, bài pháp thứ hai. Thì sau khi nghe cái bài pháp thứ hai xong thì cả năm anh em mới đặt quả A-la-hán.
À, cái bài pháp thứ hai là bài kinh Vô Ngã Tướng, thì chúng tôi có dịp thì chúng tôi sẽ trình bày sau. Ở đây chỉ nhắc như vậy thôi để mình thấy rằng cái sự tu tập cũng không đơn giản, nó tùy theo cái phước duyên và cũng tùy theo cái căn cơ mà đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp của mình, chứ không phải chỉ có kiếp này là xong. Cái điều này chúng tôi muốn nói ra như vậy để mình hiểu, mình hiểu là cái sự tu tập của mình, cái con đường tu tập còn dài lắm, nhưng mà không đi thì không đến, có đi thì sẽ đến, thành ra mình phải đi thôi. À, còn đi tới khi nào đến thì mình chưa biết được, là mình đừng có nóng nảy, đừng có chủ quan, nhưng mà cũng không có bi quan. Mình thấy được con đường rồi, mình thấy được cái hướng rồi, thì bây giờ mình chỉ tiếp tục bắt đầu mình đi thôi. Không đi ngồi đứng ngoài thì không tới, phải đi, đi từ từ, chừng nào tới thì tới, chưa biết được, nhưng mà đi bước nào thì đã tiến được bước nào. Điều đó là cái quan điểm của chúng tôi là như vậy. Và chúng tôi cũng đã từng chia sẻ như vậy trong những cái buổi nói chuyện ở Việt Nam trong tháng 2 vừa qua. Thì đó là tóm tắt lại những gì có được trong, chúng tôi hiểu được trong cái chương đầu tiên. Bây giờ thì cũng còn khoảng 30 phút nữa thì chúng tôi sẽ đọc cái bản dịch mà chúng tôi mới và thực hiện tối hôm qua. Tại vì hôm trước, ngày năm ngoái thì chỉ trình bày sơ như vậy chứ không có dịch. Năm nay thì tối hôm qua có ngồi dịch sơ lại như thế nào. Bây giờ xin đọc và chia sẻ. Đức Phật là vị y sĩ tối thượng. Các anh chị có theo dõi được chứ ha? Để chúng tôi đưa cái này qua bên này, đưa cái link trở lại cái index. Bài kinh bài đầu tiên thì chúng ta thấy sai, có diễn văn mình tính máy là mình quên, mình thở quên tỏ. Bài kinh dịch trong chương hiện tại tạo thành điểm khởi đầu cho toàn bộ cuốn sách này, trình bày một so sánh giữa Đức Phật và một vị thầy thuốc. Sự so sánh này rất có ý nghĩa cho đến nay, có liên quan đến một giáo lý trung tâm trong tư tưởng Phật giáo, đó là bốn sự thật cao quý. Những điều này liên quan đến Dukkha, một thuật ngữ có ý nghĩa từ những gì hoàn toàn đau đớn cho đến những gì có bản chất không thỏa mãn. Ở những nơi khác, đây là chúng tôi có, cái này là, chúng tôi sẽ đọc lại. Bài kinh được dịch trong chương này tạo điểm khởi đầu cho toàn thể cuốn sách, trình bày so sánh Đức Phật với một vị y sĩ. Sự so sánh này có ý nghĩa vì có liên quan đến giáo lý trung tâm của Đạo Phật, đó là Tứ Thánh Đế, bốn sự thật cao quý. Các sự thật này có liên quan đến Dukkha, một thuật ngữ có nhiều ý nghĩa, từ những gì đau đớn cho đến những gì có bản chất không thỏa lòng. Tức là cái chữ Dukkha này nó có nhiều ý nghĩa. Có bắt đầu từ khi mình đau đớn ở trong tâm, quằn quại thân thể cũng gọi là Dukkha, cho tới những cái gì mình cảm thấy không thỏa mãn, cái gì không có thỏa ý thì cũng gọi là Dukkha, cũng gọi là khổ. Nên là nhiều khi cái chữ khổ trong Đạo Phật nó có những cái cường độ khác nhau, và có nhiều khi nó trong những cảnh khác nhau, nên là mình nhớ như vậy. Trong những công trình khảo cứu khác, tôi, tức là Ngài Tỳ Khưu Analayo, đã lập luận cho rằng nếu chỉ dịch Dukkha là suffering, là khổ, có thể tạo hiểu lầm. Nhiều khi mình hiểu lầm ở chỗ chữ khổ đó. Bởi vì mình dùng cái chữ khổ trong cái ngữ cảnh hàng ngày, mà trong Đạo Phật thì khác. Nhiều khi mình thấy nó có cái gì đó mình không có thỏa lòng, mình thấy nó bức rứt ở trong tâm, thì đó cũng gọi là khổ. Có nhiều khi mình đau đớn cũng gọi là khổ, mình buồn rầu thì cũng gọi là suffering, cũng là khổ. Vì thế, thay vì áp đặt một cách dịch theo quan điểm riêng của tôi, trong phần tiếp theo đây tôi chỉ đơn giản dùng từ Pali là Dukkha. Đơn giản. Đây, nhiều khi mình đánh máy nó, tôi không phải là cười đánh máy giỏi tình nữa, nhiều khi đánh máy nó cũng không có đúng. Bốn sự thật cao quý đó như sau: sự thật cao quý về Dukkha, tức là khổ đế; sự thật cao quý về sự phát sinh của Dukkha, tức là tập đế; sự thật cao quý về chấm dứt của Dukkha,
đó là diệt đế và sự thật cao quý về con đường dẫn đến sự chấm dứt dukkha, tức là đạo đế. Theo truyền thống, đây là giáo lý mà Đức Phật sau khi đắc đạo đã truyền dạy cho các vị đệ tử đầu tiên. Đó là nói về bốn sự thật tứ thánh đế. Giáo lý này dường như được mô phỏng theo một sơ đồ chẩn đoán trong y học cổ xưa của Ấn Độ. Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn rằng y học cổ xưa của Ấn Độ có một sơ đồ như thế, cũng cần nên nhớ rằng các tài liệu y học cổ truyền còn tồn tại ngày nay là được viết ra trong thời kỳ sau, so với các bài kinh giảng ban đầu của Đạo Phật. Tức là có nãy nói rằng nhiều khi mình cũng khó mà nói, bởi vì những cái tài liệu về y học cổ truyền của Ấn Độ là được viết ra sau này hết. Còn những tài liệu xưa từ thời Ấn Độ, để thời Đức Phật còn tại thế thì không có, không còn còn gìn giữ nữa. Nên nhiều khi mình cũng không biết lúc đó thật sự ra là có một cái sơ đồ như vậy trong y khoa hay không. Thời Đức Phật mình không biết, đây là chỉ mình chỉ đoán thôi. Thì mình thấy Ngài Analayo, Ngài rất là cẩn thận. Ngài không bao giờ mà quyết đoán một cái chuyện gì chắc chắn. Có những cái điều mà Ngài chỉ nói có lẽ, có thể như vậy thôi, có khả năng nó là như vậy. Ngài thật động trong chuyện đó. Cách trình bày trong bài kinh ở đây và nhiều bài kinh nguyên thủy khác cho thấy có lẽ sơ đồ chẩn đoán y học như thế đã phổ biến. Tức là mặc dầu như vậy nhưng mà thấy nhiều bài kinh đều có đề cập đến cái nội dung như thế này, một cái sơ đồ như thế này. Mình nghĩ ra có lẽ đó là khá phổ thông nha. Sự tương quan chẩn đoán y học này và giáo thuyết trung tâm của Đạo Phật có thể hình dung như sau. Tức là muốn để hiểu như vậy thì đầu tiên là bác sĩ nói bệnh, thì Đức Phật nói về dukkha, về khổ. Tác nhân gây bệnh, bác sĩ nói về tác nhân gây bệnh, thì Đức Phật nói về sự phát sinh khổ, tức là cái nguyên nhân tạo khổ. Lành bệnh, bác sĩ nói về cái có thể lành bệnh được, thì Đức Phật nói có thể chấm dứt dukkha được. Và chữa bệnh, tức là cách thức chữa bệnh, phương thức chữa bệnh, cái bệnh, cái thuốc ra to thuốc như thế nào, thì Đức Phật cũng có nói như vậy và nói về đó là con đường tám chánh. Sự tương quan giữa tứ thánh đế với sự chẩn đoán y học qua bốn bước và sự so sánh giữa Đức Phật và một vị y sĩ đã được ghi trong nhiều bài kinh. Ngoài bài kinh, ngoài chứ không phải là ngài. Ngoài bài kinh Từ Tạp A Hàm được trích dịch trong chương này, còn có hai bài kinh khác tồn tại trong Hán Tạng. Các trích đoạn có liên quan cũng được tìm thấy trong các bộ luận tiếng Sanskrit và tiếng Tây Tạng. Thêm vào đó, một phiên bản khác cũng được tìm thấy trong các mảnh rời tiếng Uyghur, Duy Ngô Nhĩ, một loại ngôn ngữ cổ truyền của Thổ Nhĩ Kỳ, Turkey, có lẽ là được dịch từ tiếng Hán. Sau, theo quan điểm truyền bá văn bản, các phiên bản này được xếp vào hai nhóm chính, cho thấy rõ ràng rằng trên cơ bản sự trình bày Đức Phật như là một y sĩ không phải chỉ là một phiên bản duy nhất đã được bảo tồn trong các thứ tiếng khác nhau. Thay vào đó đã có ít nhất là hai dòng truyền tải riêng biệt để chứng thực cho bài kinh ở đây. Ở đây có ý của Ngài Analayo cũng muốn nói như thế. Tức là có những cái sự kiện bây giờ từ mình được, bây giờ mình có nhiều cái nguồn kinh điển khác nhau còn để lại. Và những cái nguồn kinh điển đó được truyền bá theo những cái hướng khác nhau, bắt đầu từ cái vùng Đức Phật đi giảng ngày xưa, tức là dọc theo sông Hằng, từ đó là truyền về miền Nam, hướng miền Nam, thành ra xuống đảo Tích Lan. Rồi một hướng khác trong thời kỳ phân chia bộ phái là truyền hướng Bắc qua Nepal vào Tây Tạng. Rồi một hướng nữa là đi ngược qua Pakistan, Afghanistan, rồi theo con đường tơ lụa đi vào Trung Hoa, hoặc là đi thẳng qua bên phía Ba Tư, Iraq và Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ chúng ta còn những cái mảnh hoặc là những cái nguyên bản thì không có những cái bản dịch như vậy, rời rạc như vậy, mà mình thấy rõ ràng là từ những cái hướng truyền đạo khác nhau. Mà trong những cái mảng kinh như vậy mà mình thấy có những cái ý giống nhau thì mình có thể theo cái quan điểm của những cái người nghiên cứu kinh văn này có nói rằng có những cái điểm chung đó, tức là đó là những cái điểm nguyên thủy không có được thêm thắt hoặc là phát triển sau này. Và trong cái phạm vi của bài của cái chương này thì Ngài Anadyo nói rằng có những cái bài kinh trong rời rạc trong những cái nguồn đó đều đề cập đến việc tứ thánh đế, bát chi thánh đạo,
và đề cập đến sự so sánh ví Đức Phật như là một vị y sĩ đại tài. Thì đó là những cái ý tưởng mà Ngài cho rằng là những ý tưởng nguyên thủy gốc chung cho tất cả mọi tông phái. Các anh chị có nắm được không? Đó là cái ý của Ngài Anh là do cũng rất là hay. Đó là lý do tại sao Ngài ngoài cái nguồn kinh điển Pali là Ngài giỏi tiếng Pali rồi, Ngài cố gắng học tiếng Hán, học tiếng Sanskrit, học tiếng Tây Tạng để mà Ngài nghiên cứu thêm. Và trên nguyên tắc chung của Ngài Anadayo là sau khi mà Ngài tìm ra những cái nguồn khác nhau như vậy rồi so sánh đối chiếu, thì những cái điểm nào chung cho các nguồn đó thì Ngài cho rằng có khả năng những cái điểm đó là những điểm nguyên thủy, gốc nguyên thủy. Còn cái những nào không giống nhau thì coi như là có thể là người ta thêm thắt vào về sau này hoặc sửa đổi thêm sau này. Bây giờ chúng tôi xin đọc tiếp. Mặc dù không tìm thấy bài kinh Pali tương đương với bài kinh trong Tạp A Hàm này, tức là nói rõ ràng Đức Phật là một vị y sĩ, các bài kinh Pali khác thường xuyên đề cập đến Đức Phật như là một vị thầy thuốc. Hơn nữa, bài kinh trong Tăng Chi Bộ minh họa việc xua đuổi, việc xua tan nỗi sầu khổ của một người nhờ lắng nghe lời Phật dạy, với ví dụ một người nhanh chóng khỏi bệnh nhờ có một y sĩ lành nghề. Tức là mặc dù không có một cái bài kinh đặc biệt có cái tựa đề và quy chiếu Đức Phật như là một y sĩ, thì chỉ đó thấy tìm thấy trong trong cái bộ A Hàm của bên Hán Tạng thôi, nhưng mà có những cái bài kinh có những cái đoạn nó nói rằng Đức Phật là một vị y vương, là một vị y sĩ đại tài. Và cũng có cái bài kinh nói rằng cái một người sau khi mà họ đau khổ như vậy mà nghe Đức Phật giảng xong là họ thấy hạnh phúc, thấy vui, khỏe lại, giống như là một cái người bệnh mà được một vị y sĩ giúp cho những cái tòa thuốc để mà trị bệnh. Tóm tắt, so sánh Đức Phật với một y sĩ là và những lời giảng của Ngài như là phương pháp chữa bệnh là một chủ đề phổ biến trong các bài kinh nguyên thủy. Chúng tôi dùng cái chữ kinh nguyên thủy ở đây không có phải chỉ riêng cho cái nguồn Pali. Kinh nguyên thủy ở đây mình có thể nói một cách tổng quát là gồm cả kinh điển Pali cộng cái kinh điển A Hàm của Hán Tạng, có thể gọi là kinh điển nguyên thủy. Và cái ý kiến này cũng là bắt đầu từ Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, khi mà Ngài làm luận án, sau đó là Ngài về nước, Ngài dịch ra tiếng Pali, đồng thời Ngài cũng mời những cái vị giỏi tiếng Hán dịch từ Hán Tạng sang tiếng Việt, thì đa số là đều có đồng ý với nhau trên cái nguyên tắc là kinh điển nguyên thủy là bao gồm kinh điển Pali và kinh điển Hán Tạng A Hàm của Hán Tạng. Giáo lý chính của Tứ Thánh Đế là cung cấp nền tảng và khuôn khổ, trong đó một giải pháp cho vấn đề cấp bách của bệnh tật và cái chết có thể được tìm thấy. Giáo lý ấy không phải chỉ cung cấp một khuôn khổ giúp con người đối diện với bệnh tật và cái chết, nhưng đồng thời cũng đưa ra một viễn cảnh vượt qua mọi loại phiền não do bệnh và chết. Viễn cảnh của mục tiêu tối hậu trong tu tập là điều kiện của một tâm trí hoàn toàn khỏe mạnh qua sự giác ngộ. Tức là giáo lý về Tứ Thánh Đế không phải để giúp mình là vấn đề cấp bách là mình để đối phó cái bệnh và cái chết thôi, để mình bình tĩnh đối phó, nhưng mà đồng thời cũng giúp cho mình vượt qua cái bệnh và cái chết đó để đạt đến một cái chỗ vô sinh, tức là đạt đến sự giải thoát cuối cùng. Đó là ý của cái câu như vậy. Trong bài kinh Đức Phật tự gọi mình là Như Lai Tathagata, sử dụng một thuật ngữ phổ biến trong bối cảnh Ấn Độ cổ xưa dành cho một người đã hoàn toàn thực chứng. Cái chữ Tathagata đó là mình tiếng tạo dịch là Như Lai, đó là chữ đó có sẵn, có trước từ thời Đức Phật chứ không phải là được sáng tác ra. Thuật ngữ này có thể được hiểu theo hai cách: để mô tả một người đã hoàn toàn giác ngộ như là người ấy đến như thế, Như Lai, hay là đi như thế, Như Khứ. Ra mình chuyển dùng chữ Như Lai không là không đủ, mà phải nói là đến như thế, đi như thế, Như Lai, Như Khứ. Mình gọi tắt là Như Lai thôi. Cả hai đều hội tụ trong sự truyền đạt ý nghĩa và sự siêu việt triệt để, vượt qua những giới hạn của thế gian của một người được gọi là Như Lai. Khi một người đã gọi là Như Lai rồi thì mình không có cái gì mà mô tả được hết. Theo cái nhìn của người Ấn Độ thời xưa là không có đủ chữ nghĩa để mô tả một cái vị đã giác ngộ.
mình chỉ dùng những cái ngôn ngữ tương đối thôi. Thành thử ra họ nói là cái vị đó là như thế, đến như thế mà đi như thế, ta tha cả ta, như lai như khứ. Từ đó là cái phần giới thiệu cái bài kinh. Chúng tôi có dịch trong bản, chỉ có thể đọc phía dưới này. Bây giờ xin đọc cái phần thảo luận. Mối tương quan giữa thánh tứ thánh đế và một sơ đồ chẩn đoán. Chẩn đoán trong lĩnh vực y học làm tăng thêm ý nghĩa thực dụng cho giáo lý trung tâm mà Đức Phật truyền dạy sau khi thành đạo. Giáo lý này bắt đầu bằng cách thừa nhận, rõ ràng rằng có một sự khó chịu, không thoải mái. Tiếng Anh dịch ra rất hay. This is tức là sự thoải mái. This tức là không. This is, mình đọc danh là disease. Ra bây giờ mình nói bệnh là disease. Nhưng mà thật sự ra mình quên cái chiết tự của tiếng Anh. Đó là dùng cái chữ this is. Thành ra ngài, cũng như ngài Ajahn Brahm ở đây cũng vậy, thường thường là khi mà giải thích cái này thì ngài có cái dấu gạch nối chỗ đó, không biết là chị có thấy được ở chỗ này không. This is, tức là is, tức là nó dễ dàng, thoải mái. Mà is this, tức là không, tức là this is, mình đọc là this is, tức là mình gọi là bệnh đó. Nhưng mà khi mình phân tích cái chữ đó thì mình thấy rất hay. Nó là một chữ là không thỏa mãn, không thỏa lòng, không thoải mái. Đó là dukkha, là khổ trong cuộc sống. Sự kiện này trở nên hiển nhiên khi ta bị bệnh hoặc già đi, và càng rõ rệt hơn khi ta phải đối diện với cái chết của chính mình hay của người khác. Nhưng khi ngay cả trong những trường hợp khác, sự khó chịu này cũng xảy ra liên tục. Bởi vì cho dù ta có cảm giác khoái lạc trong hiện tại, nó không duy trì lâu dài. Tức là bây giờ mình nói mình không khổ, mình thấy sướng, nhưng rồi mình thấy khổ là bởi vì cái sướng của mình, cái khoái của mình nó không có kéo dài. Cái chừng chút rồi thôi, hoặc là có khi 1-2 tiếng đồng hồ, hoặc 5-10 phút rồi hết. Hết rồi cái mình thấy mình muốn có nữa mà không có, thì lúc đó là mình thấy khổ. Thành thử ra đây là một trạng thái tâm lý rất hay. Đó là trong cái khoái lạc, trong cái sung sướng, nó có cái mầm mống khổ mà mình không để ý. Sớm hay muộn gì nó cũng sẽ chấm dứt, và do đó không thể cho ta một cảm giác hài lòng lâu dài. Không phải lúc nào ta cũng được những gì mong muốn. Thay vào đó là thường phải trải qua những thất vọng và những trải nghiệm mà mình không mong muốn. Là có những lúc mà mình mong muốn mà không được, hoặc là có những cái mình không muốn mà nó tới. Mình đâu muốn bệnh nó cũng tới, không muốn đau nó cũng đau. Mình thấy không muốn đói nó cũng đói. Nó làm cho mình thấy như vậy. Có những lúc ta phải xa lìa những người mình yêu mến và phải ở gần những người mình không ưa thích. Rất là ái biệt ly khổ và quán tán hội khổ. Mình xa lìa những người mình yêu mến, mình không, người đó không ở hoài với mình được, phải xa lìa. Hoặc là những người mình ghét, bực mình mà cứ ở chung mình, muốn đuổi đi mà đuổi không được, quán tán hội khổ. Đó là cái mình thấy rõ ràng, ngày rất là tâm lý. Giáo lý đầu tiên của Đạo Phật về sự thật cao quý thứ nhất tổng hợp tất cả các vấn đề đó vào một thuật ngữ duy nhất: dukkha, khổ đế. Trong khi sự thật cao quý đầu tiên là nhận thức thành thật về dukkha, sự thật thứ hai chỉ ra rằng chính mình tạo ra dukkha cho mình, chứ không có đâu cả. Mình không có đổ thừa cho người khác. Giờ mình nhìn cho kỹ thì mình thấy mình khổ là do mình tạo ra. Cái khổ là do mình, phần lớn là do mình. Mặc dù ai cũng muốn được hạnh phúc và thoải mái, nhưng mà cách mà nhiều người cố gắng để đạt được điều đó lại là không khéo léo. Người ấy bám víu và khao khát, và kết quả là phải chịu đau khổ. Chính xác là vì sự bám víu và khao khát đó. Nhưng khi mình không có để ý cái chỗ này, mình mong mỏi, mình muốn như vậy, muốn này muốn kia không được là mình khổ. Hoặc là mình không muốn cái này, không muốn cái kia, cũng là hình thức muốn. Mình muốn, mình không muốn cái đó. Nhưng mà hình thức mà mình có cái sự khao khát như vậy. Sau khi luống cuống ra rằng chính lòng tham ái của mình đã đóng góp đáng kể vào sự trải nghiệm dukkha, sự thật cao quý thứ ba cho thấy có thể có phương án thay thế cho tình trạng khó khăn này. Tức là nói về mình có lối thoát, chứ không phải là không, chứ không phải là vô vọng. Đó là diệt đế. Đó là làm thế nào để tạo điều kiện không có tham ái, để tâm trí trở nên hoàn toàn khỏe mạnh trong mọi phương diện, bằng cách vượt qua các ảnh hưởng của những gì không thiện lành. Bây giờ như vậy thì chỉ có một cách thôi,
Thế mình phải làm sao thành tựu của chính mình, để mà không còn bám víu, không còn tham ái nữa thì mình khỏe. Với những tương đồng của y khoa, sự thật cao quý thứ ba này cho thấy rõ ràng rằng quan niệm của Phật giáo sơ kỳ về sự lành mạnh của tâm trí vượt xa những gì mà tâm lý học hiện đại xem như là một tình trạng lành mạnh của tâm trí. Tức là cái tình trạng lành mạnh của theo cái tâm lý bây giờ là mình vui tươi thôi, nhưng mà trong cái thời kỳ Phật giáo sơ kỳ còn đi xa hơn, tức là nói làm sao mình phải bỏ luôn cả những cái lòng vọng, cái sự khao khát thèm thuồng của mình thì mình mới hết khổ được. Chứ mình còn cái đó là mình còn khổ. Ở đây cái chữ Phật giáo sơ kỳ cũng vậy, là chữ early Buddhism, tức là có để chỉ cái thời gian gọi là Phật giáo nguyên thủy, tức là khoảng trong thời Đức Phật còn tại thế và vài trăm năm sau này, trước khi xảy ra cái sự phân chia bộ phái, thì đó là Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo sơ kỳ, thời kỳ đầu tiên. Sự thật cao quý thứ tư, tức là đạo đế vạch ra con đường thực tế cần phải tu luyện để đạt đến điều kiện của một tâm trí lành mạnh. Con đường này gọi là Bát Chi Thánh Đạo, có 8 phần tử hỗ trợ cho nhau để phát triển tâm ý, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Phải thuộc lòng như vậy, ít ra trong giai đoạn đầu tiên. Dựa trên sự đánh giá sơ bộ về 4 sự thật cao quý, hành giả thiết lập chánh kiến, theo nghĩa có một cái nhìn về tình trạng khó khăn của mình và của người khác, và khả năng có thể vượt ra khỏi sự khó khăn này. Đây gọi là cái nhìn chánh hay là đúng, là có chánh kiến đầu tiên, về chánh kiến có nhìn đúng về cái bản chất của cuộc đời. Thực thi cái nhìn chánh chánh này hay đúng đắn như thế sẽ chống lại việc bị ám ảnh bởi những hành động sai trái của người khác hay là sự bất công của những hoàn cảnh bất lợi. Thay vào đó, chánh kiến giúp tập trung những gì có thể làm được trong hoàn cảnh hiện tại, nhất là để giúp hành giả giảm thiểu sự bám víu và chấp trước của mình. Tức là khi mình biết như vậy không phải là mình than vãn, mình biết như vậy để mình có cái niềm tin để mình bắt đầu thực hiện, mình giảm bớt cái sự bám víu và chấp trước của mình qua cái chánh kiến. Trong tình huống thực tế, khi phải đối diện với một trải nghiệm sầu khổ hay đau đớn, hành giả bắt đầu nhận thức thẳng thắn rằng đây chính là biểu hiện của dukkha. Mình thấy khổ rồi, mình phải biết, mình phải thấy khổ. Nên Đức Phật nói rằng cái khổ cần phải liễu tri, mình phải biết. Nhiều khi mình không biết và mình không chấp nhận. Ra cái đầu tiên là mình phải nhận, thẳng thắn nhìn nhận cái bản chất của khổ, của dukkha. Tiếp đến nhận thức được mức độ mình đóng góp vào sự đau khổ đó bằng bất cứ cách nào. Nên mình phải biết rằng cái lý do đó, khổ là không có đổ thừa cho ai hết. Mình khổ là do mình tạo ra. Mình phải hiểu như vậy, phải nhận thức như vậy. Điều này đòi một sự can đảm và thành thật. Tuy nhiên sẽ có phần thưởng ngay lập tức, và khi hành giả chịu trách nhiệm về những gì mình đã hay đang làm, hành giả có được sức mạnh để tháo gỡ, để thay đổi và tìm ra lối thoát. Cái chỗ này, cái điểm tâm lý rất hay. Tức là mình không có trốn chạy, mình nhìn nhận như vậy, mình biết được cái đó là do mình tạo ra. Khi mình thật sự mình thẳng thắn nhìn nhận như vậy rồi, thì mình có cái cương quyết, có sức mạnh để mình tìm cách tháo gỡ được. Tức là mình sẽ đương đầu với cái sự mong muốn, cái sự bám víu, cái sự tầm cầu khao khát của mình. Mình làm sao để mình giảm thiểu cái đó được. Điều chỉnh để thay đổi tạo ra tác động đáng kể trong tình huống trước mắt đôi khi đòi hỏi một sự tiếp cận dần dần vào con đường tu tập. Nhưng mà cái điều đó khó đó. Anh tới ra mình phải hiểu là mình phải tu là phải từ từ. Mình phải cương quyết thực hiện, nhưng mà không phải một sớm một chiều đã hết thành công được. Phải hiểu như vậy, phải kiên nhẫn, phải có một cái sự tu tập nhẫn nại, đều đặn, từ từ. Tuy nhiên, có được một tầm nhìn cơ bản như thế và luôn luôn duy trì đó, dựa trên sự hiểu biết rằng chính mình là đồng lõa tạo ra dukkha chính mình, hành giả từng bước đi đúng hơn. Mình biết như vậy rồi thì mình đi từng bước đúng cái con đường như vậy. Các điều này có liên quan thế nào đến sự đau khổ sẽ được trình bày, sẽ được giải trình trong các chương kế tiếp. Theo cách này, triển vọng chữa bệnh do chánh kiến thúc đẩy hành giả có sự suy nghĩ đúng, tức là chánh tư duy. Mà khi có chánh kiến rồi thì mới có chánh tư duy. Lời nói và việc làm đúng, tức là chánh ngữ và chánh nghiệp. Và ngay cả khi hành giả kiếm sống qua chánh mạng, có những cái nghề nghiệp đúng. Triển vọng đó cũng giúp cho một sự tâm ý có hệ thống, đòi hỏi có nỗ lực đúng, chánh tinh tấn.
để đẩy lùi các điều kiện tâm ý bất thiện. Có chánh niệm để biết rõ tình trạng của tâm trí và sự an diệu của tâm khi có chánh định. Đó là Đức Ngài nói tóm tắt như vậy thôi, tóm tắt một hai chữ. Và cả mỗi một cái chi phần này nó đòi hỏi một cái sự giải thích nó dài dòng hơn, chi tiết. Ở đây chỉ tóm tắt lại thôi. Trong các yếu tố kể trên, đặc biệt là chánh niệm, qua giảng thích thiết lập bốn cơ sở, bốn satipatthana hay là bốn lập niệm, có liên quan đáng kể để đối diện với bệnh tật và cái chết. Tức là quan trọng nhất trong cái này, mà trở về cái vấn đề mình làm sao mình đối diện với bệnh tật và cái chết, tức là mình phải có chánh niệm dựa trên bốn cái cơ sở, tức là thân, thọ, tâm, pháp. Tầm quan trọng của chánh niệm trong khía cạnh này sẽ được đề cập nhiều lần trong các chương kế tiếp, cho thấy tiềm năng của việc thực hành chánh niệm sẽ giúp chữa lành và giúp đối diện cơn đau, vốn được công nhận trong tư tưởng của Phật giáo sơ kỳ. Tuy nhiên, chức năng của chánh niệm như là một khía cạnh tích hợp của Bát Chi Thánh Đạo còn đi xa hơn. Mục đích của nó là mang lại thành tựu và sức khỏe tinh thần toàn vẹn bằng cách xóa bỏ mọi phiền não trong tâm trí qua sự giác ngộ. Tức là ở đây Ngài cũng muốn ý nói là cái chánh niệm không, nó giúp, trước mắt là giúp chúng ta đối diện với bệnh tật và cái chết. Nhưng mà cái mục tiêu tối hậu là giúp cho chúng ta đạt đến giác ngộ. Thì đó cũng là cái ý kiến của Ngài Tỳ Khưu Anarayo mà Ngài sẽ phát triển trong những cái chương kế tiếp. Thì đến đây thì chúng tôi xin nhìn đồng hồ thì cũng đã lố 5 phút rồi. Thì chúng tôi xin dừng cái buổi tạm đủ chia sẻ ngày hôm nay. Trong quá trình chia sẻ có những gì sơ xuất thì chúng tôi cũng mong quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị hoan hỷ thông cảm cho. Bây giờ thì xin đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyến thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc tất cả quý anh chị được nhiều điều an vui trong cuộc sống. Và chúng tôi xin ban phép được rời rừng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sankara Bacchaya Vinyana Vinyana Bacchaya Marubana Mubabacchaya